Xin chào các bạn, mình là Khôi Tiến Sư Kim. Thì trước khi mà chúng ta vào nghe phần thực thoại thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn một số những cái phương thức mà người Nhật người ta thường dùng khi mà nói chuyện. Thì khi mà nói chuyện người Nhật người ta thường lược bỏ bất âm đi để cho làm sao cho câu văn nó đơn giản hơn, nó ngắn gọn hơn. Thế thì đầu tiên đó là gì? Âm y nhé. Đây là âm y ở trong chữ Latin nhé các bạn. Âm y thì trong cấu trúc tê lự tức là cấu trúc là tỉa cái hành động đang xảy ra đấy, đúng không? Tê y lự thì cái âm y này thường mình được bỏ đi chuyển thành tê lự không nhé, chuyển thành tê lự không. Hoặc âm y trong cấu trúc tê y cự tức là mang cái gì đó đi đấy, hoặc là hiện hành động chuẩn bị tiến triển ra tương lai đấy, đúng không? Thì tê y cự cái âm y này bỏ đi để tạo thành tê cự thôi đấy, tạo thành tê cự. Mình nhắc lại nhé, âm y trong cấu trúc tê y lự người ta sẽ lược bỏ y đi để chuyển thành tê lự. Âm y trong cấu trúc tê y cự người ta cũng bỏ y đi và chuyển thành tê cự. Tiếp theo âm này gọi là âm e, đúng không? Âm e ở trong cấu trúc tê ô cự, các bạn còn nhớ cấu trúc tê ô cự không ạ? Tê ô cự tức là cấu trúc mà hành động chuẩn bị đấy, đúng không? Hành động chuẩn bị cho một cái gì đó diễn ra đằng sau đấy, đúng không? Thì đây là hành động chuẩn bị. Thì tê ô cự này thêm e này người ta bỏ đi, thế là chuyển thành tô cự. Tô cự đó, chuyển thành tô cự nhé. Mình nhắc lại này, âm e trong cấu trúc tê ô cự sẽ bị bỏ đi, chuyển thành thô cự, được chưa? Bỏ đi. Đó, các bạn chép lại. Rồi, thế bây giờ cụ thể hơn này. Các bạn có thể dừng lại nhé, dừng lại để chép nhé. Cái này nó rất là quan trọng đấy, người ta hay dùng cái này. Và ở nhiều khi bạn bảo là ơ thế mình học một kiểu, thế nhưng mà ra người ta nói một kiểu thì đúng một kiểu như vậy đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta học đến đấy. Nào, đầu tiên nhé, đầu tiên đó là cấu trúc tê y lự, cụ thể hơn đấy. Nào, tê lự thì âm y này sẽ bỏ đi, chuyển thành tê lự, được chưa? Chuyển thành tê lự. Nào, ví dụ như là cấu trúc nói chuyện đi, đang nói chuyện, đúng không? Araste y lự, đấy là thể hành động đang thực ra, đúng không? Thế là mình để thể ngắn nhé, chuyện còn các bạn có thể tự chuyển sang các thể khác nhé. Thì cái âm y này sẽ bỏ đi, chuyển thành araste lự, đúng không? Araste lự. Đó, âm y đã bị bỏ đi rồi, được chưa? Bỏ đi rồi. Hoặc là cái dạng biến đổi cấu trúc khác của cấu trúc này đi, ví dụ như là bảo bây giờ anh hãy đang nói chuyện, đúng không? Bảo anh nói chuyện tiếp đi, đúng không? Hanashite itte, đúng không? Te kudasai bỏ đi rồi, đúng không? Te thân mật. Thế thì bây giờ âm y này bỏ đi, cái chuyển thành này là hanashite te, đúng không? Hanashite te. Đó, được chưa? Araste te. Thế bây giờ gặp ngay cấu trúc araste te thì bạn hiểu ngay rồi nhé. Và anh nói chuyện tiếp đi, đúng không? Mình đang nói chuyện thế là bạn tự nhiên ngừng lại. Và anh nói chuyện tiếp đi. Đấy, hiểu như vậy. Đó, bạn chép vào. Tiếp theo là cấu trúc te y cự. Thì cái âm y này cũng bị bỏ đi, chuyển thành tê cự. Ví dụ như thế nào? Ví dụ như là mốt tê cự,
đúng không? Một tế tự, một tế y cự, y âm y bỏ đi trở thành một tế cự, một tế cự, một tế cự, được chưa? Hoặc là bỏ là hãy mang đi đi, đúng không? Hãy mang đi đi. Một tế, ít tế, đúng không? Thì bây giờ âm y này bỏ đi, thế trở thành một tế tế, đúng không? Một tế tế, một tế tế, đúng không? Có hai âm ngắt này. Đầu tiên là cái thể tê của một chi mát trở thành một tê này. Tiếp theo là thể tê của ikimat trở thành ite, đúng không? Nhưng mà âm y này bỏ đi nên bị trở thành một tê tê, một tê tê. Được chưa? Đấy nhé. Rồi, cấu trúc tiếp theo nhé. Đó là thể tê và sau đó cộng với ô cự, đúng không? Thì cái âm cái kia khi mà viết Latin ra thì phải là chữ tê và cộng với ô cự không ạ? Thì cái âm e này bỏ đi nên chỉ thành tô cự thôi. Thế là nó mới trở thành tô cự, được chưa? Bởi vì e là bỏ đi mà. Đấy, viết hiragana thì không thể hiện được, nhưng viết chữ Latin thì sẽ thể hiện được nhé. Để chuyện âm e trong cấu trúc tê ô cự thì âm e bỏ đi nên chuyển thành tô cự. Thì lý do tại sao tạo thành tô cự là như vậy. Nào, chúng ta đi ví dụ nhé. Ví dụ như là yone ô cự chẳng hạn. Yone ô cự, đúng không? Đê ô cự. Thế nếu viết bằng hiragana sẽ là như này, đúng không? Yone ô cự. Thế thì khi mà bỏ chữ e đi chuyển thành yondoku, đúng không? Thành yondoku. Đó, yondoku. Yondoku. Cái này phải viết bằng là romanji thì người ta mới biết được, đúng không? Hoặc là đừng có đọc trước ấy, chẳng hạn yondokanaide, đúng không? Yone okanai de, okanai de. Thế thì khi mà chuyển sang dạng văn nói thì sẽ thành là chữ do này chuyển thành đô, đúng không? Đúng không? Đây viết này yone okanai de thì cái âm e này bỏ đi sẽ chuyển thành yone okanai de, đúng không? Thì người ta sẽ hiểu ngay, được chưa? Yon dokanai de, đừng có đọc trước. Đó, qua những cái mà chúng ta vừa học, chúng ta sẽ áp dụng vào để chúng ta nghe phần đối thoại nhé. Nào, bắt đầu. Omedetou. Kore, watashi kara no prezento yo.ありがとう。僕の誕生日覚えてくれて。開けてもいい?おめでとう。これ、私からのプレゼントよ。ありがとう。僕の誕生日覚えてくれて。開けてもいい?おめでとう。これ、私からのプレゼントよ。Xin chúc mừng!Đây là quà của tôi. ありがとう。僕の誕生日覚えてくれて。開けてもいい。Cảm ơn chị vẫn nhớ ngày sinh nhật của tôi. Tôi mở ra được chứ? おめでとう。これ、私からのプレゼントよ。ありがとう。僕の誕生日覚えてくれて。開けてもいい。どうぞ、
開けてみて。どうぞ。開けてみて。Xin mời, anh hãy mở ra xem. どうぞ。開けてみて。浮世絵展に行きたいんだけど、切符はどこで売ってるの？街の中のプレイガイドでも、会場でも手に入るよ。浮世絵展に行きたいんだけど、切符はどこで売ってるの？街の中のプレイガイドでも、会場でも手に入るよ。浮世絵展に行きたいんだけど、切符はどこで売ってるの？Tôi muốn đi xem triển lãm tranh浮世。Anh có biết bán vé ở đâu không? 街の中のプレイガイドでも、会場でも手に入るよ。Chị có thể mua vé ở phòng vé của thành phố hoặc ở hội trường。浮世絵展に行きたいんだけど、切符はどこで売ってるの？街の中のプレイガイドでも、会場でも手に入るよ。日曜日は混んでいるかしら？うん、やっぱり平日の方が空いてて、ゆっくり見られるよ。日曜日は混んでいるかしら？うん、やっぱり平日の方が空いてて、ゆっくり見られるよ。日曜日は混んでいるかしら？ Ngày chủ nhật chắc là đông lắm phải không? うん、やっぱり平日の方が空いてて、ゆっくり見られるよ。Ừ, quả thật những ngày thường thì vắng vẻ hơn, nên có thể xem thong thả đấy。日曜日は混んでいるかしら？ うん、やっぱり平日の方が空いてて、ゆっくり見られるよ。駅前のスーパー、何時まで開いてるの？確か、8時までだと思うけど。駅前のスーパー、何時まで開いてるの？確か、8時までだと思うけど。駅前のスーパー、何時まで開いてるの？Siêu thị ở trước nhà ga mở cửa đến mấy giờ? 確か、8時までだと思うけど。Tôi nghĩ chắc đến 8 giờ。駅前のスーパー、何時まで開いてるの？確か、8時までだと思うけど。じゃあ、今から行く？うん、先に行ってて、後から追いかけてくから。じゃあ、今から行く？うん、先に行ってて、後から追いかけてくから。じゃあ、今から行く？Vậy thì, đi ngay bây giờ chứ? うん、先に行ってて、後から追いかけてくから。うん、chị đi trước đi, tôi sẽ chạy đuổi theo sau。じゃあ、今から行く？うん、先に行ってて、後から追いかけてくから。ねえ、おじさん。このトラックどこまで行くの？ちょっと町までさ。ねえ、おじさん。このトラック、どこまで行くの？ちょっと、町までさ。ねえ、おじさん。このトラックどこまで行くの？ねえ、おい、xe tải của anh đi đâu vậy？ ちょっと町までさ。đi ra phố một chút。ねえ、おじさん。このトラックどこまで行くの？ちょっと町までさ。お願い、乗せてって。途中まででいいから。よし。早く乗れよ。お願い、乗せてって。途中まででいいから。よし。早く乗れよ。お願い、乗せてって。途中まででいいから。Anh làm ơn cho tôi đi nhờ với。Đến nửa đường cũng được ạ。よし。早く乗れよ。Được rồi. Lên xe nhanh đi. お願い、乗せてって。途中まででいいから。よし。早く乗れよ。あ、お兄ちゃん。お弁当、忘れてったみたい。悪いけど、学校まで持ってってくれる。あ、お兄ちゃん、
お弁当、忘れてったみたい。悪いけど、学校まで持ってってくれる。あ、お兄ちゃん、お弁当、忘れてったみたい。あ、anh con quên mang theo cơm hộp rồi。悪いけど、学校まで持ってってくれる。phiền con mang đến trường cho anh được không? あ、お兄ちゃん、お弁当、忘れてったみたい。悪いけど、学校まで持ってってくれる。任しといて。任しといて。mẹ cứ giao cho con。任しといて。今日の試験、また悪かったの？ほっといてよ。うるさいわね。今日の試験、また悪かったの？ほっといてよ。うるさいわね。今日の試験、また悪かったの？バイ kiểm tra đây, lại bị điểm xấu hay không? ほっといてよ。うるさいわね。Hãy để tao yên, mày ồn ào quá。今日の試験、また悪かったの？ほっといてよ。うるさいわね。もしもし、今日、クラブの練習で遅くなるよ。わかった。じゃ、先に晩ご飯食べとくわよ。もしもし、今日、クラブの練習で遅くなるよ。わかった。じゃ、先に晩ご飯食べとくわよ。もしもし、今日、クラブの練習で遅くなるよ。あら、hôm nay con có buổi luyện tập ở câu lạc bộ nên sẽ về trễ đấy。わかった。じゃ、先に晩ご飯食べとくわよ。biết rồi, vậy mẹ ăn tối trước nhé。もしもし、今日、クラブの練習で遅くなるよ。わかった。じゃ、先に晩ご飯食べとくわよ。いいよ。でも、僕のご飯も残しといてね。いいよ。でも、僕のご飯も残しといてね。Dạ được ạ, nhưng mẹ chừa cho con cơm nhé。いいよ。でも、僕のご飯も残しといてね。ねえ、あなたまだ寝ないの？明日までにこの資料、読んどかなきゃいけないんだ。先に寝といて。ねえ、あなた、まだ寝ないの？明日までに、この資料、読んどかなきゃいけないんだ。先に寝といて。ねえ、あなたまだ寝ないの？ない、anh vẫn chưa đi ngủ sao？明日までにこの資料、読んどかなきゃいけないんだ。先に寝といて。anh phải đọc tài liệu này cho kịp ngày mai, em ngủ trước đi。ねえ、あなたまだ寝ないの？明日までにこの資料、読んどかなきゃいけないんだ。先に寝といて。ちょっと待っててね、あそこで売ってるアイスクリーム買ってくるから。ちょっと待っててね、あそこで売ってるアイスクリーム買ってくるから。Chờ một chút nhé. Tôi đến đằng kia mua kem rồi quay lại ngay. ちょっと待っててね。あそこで売ってるアイスクリーム買ってくるから。メガネをかけてなかったから、犯人の顔をはっきりと見てないんですよ。メガネをかけてなかったから、犯人の顔をはっきりと見てないんですよ。vì không mang kính nên không nhìn rõ được gương mặt của phạm nhân。メガネをかけてなかったから、犯人の顔をはっきりと見てないんですよ。お料理ができましたから、食べてってください。ゆっくりしてってくださいね。お料理ができましたから、食べてってください。ゆっくりしてってくださいね。
Thức ăn xong rồi, mời mọi người đi ăn cơm. Xin cứ dùng thong thả nhé. お料理ができましたから、食べてってください。ゆっくりしてってくださいね。このティッシュ、いただいてもいいかしら。どうぞどうぞ。遠慮なくどんどん持っていって。このティッシュ、いただいてもいいかしら。どうぞどうぞ。遠慮なく、どんどん持っていって。このティッシュ、いただいてもいいかしら。khăn giấy này, tôi xin một ít có được không? どうぞどうぞ。遠慮なくどんどん持っていって。xin mời xin mời, cứ lấy thật nhiều đừng ngại。このティッシュ、いただいてもいいかしら。どうぞどうぞ。遠慮なくどんどん持っていって。お姉ちゃん、どこ行くの?買い物に行くのよ。お姉ちゃん、どこ行くの?買い物に行くのよ。お姉ちゃん、どこ行くの?チリドバイ。買い物に行くのよ。リモさん。お姉ちゃん、どこ行くの?買い物に行くのよ。私もついて行っていい?買いたいものがあるのよ。私もついて行っていい?買いたいものがあるのよ。em đi theo có được không? em có vài thứ muốn mua。私もついて行っていい?買いたいものがあるのよ。お父さん、今度のお休みにデパートへ連れて行って。よしよし、いい子にしてたら行こうな。お父さん、今度のお休みにデパートへ連れて行って。よしよし、いい子にしてたら行こうな。お父さん、今度のお休みにデパートへ連れて行って。ボーイ、ngày nghỉ tới đây、dẫn con đi cửa hàng bách hóa nhé。よしよし、いい子にしてたら行こうな。Được rồi. Nếu con ngoan, bố sẽ dẫn đi. お父さん、今度のお休みにデパートへ連れて行って。よしよし、いい子にしてたら行こうな。勉強してるとこなんだから、ここに入ってきちゃダメ。出て行って早く。わかった、わかった。一人にしといてあげるわ。勉強してるとこなんだから、ここに入ってきちゃダメ。出て行って、早く。わかった、わかった。一人にしといてあげるわ。勉強してるとこなんだから、ここに入ってきちゃダメ。出て行って、早く。だろう、ルクチーダンホー、エムコンドゥクヴァオ。ラリー、ニャンネン。わかった、わかった。一人にしといてあげるわ。biết rồi, biết rồi. cho chị ở một mình đó. 勉強してるとこなんだから、ここに入ってきちゃダメ。出て行って早く。わかった、わかった。一人にしといてあげるわ。ドア、閉めようか。いや、今掃除してるから。開けたままにしておいて。ドア、閉めようか。いや、今、掃除してるから、開けたままにしておいて。ドア、閉めようか。tôi đóng cửa lại cho nhé。いや、今掃除してるから、開けたままにしておいて。đừng đóng, vì tôi còn đang quét dọn, cứ để cửa mở y như vậy cho tôi。ドア、閉めようか。いや、今掃除してるから、開けたままにしておいて。じゃ、掃除が終わったら閉めておいてくれる?うん、そうしておくわ。じゃ、
掃除が終わったら閉めておいてくれる？バターを冷蔵庫に入れようか。うん、そうしておくわ。じゃ、掃除が終わったら閉めておいてくれる？Vậy thì, khi quét dọn xong, chị đóng cửa lại dùng tôi nhé. うん、そうしておくわ。うん、tôi sẽ đóng lại cho. じゃ、掃除が終わったら閉めておいてくれる？うん、そうしておくわ。バターを冷蔵庫に入れようか。いや、そのまましといて。バターを冷蔵庫に入れようか。いや、そのまましといて。バターを冷蔵庫に入れようか。Anh cất bơ vào tủ lạnh cho nhé。いや、そのまましといて。Không, cứ để thế cho em。バターを冷蔵庫に入れようか。いや、そのまましといて。部屋の電気を消そうか。いや、つけといて。部屋の電気を消そうか。いや、つけといて。部屋の電気を消そうか。Tớ tắt điện phòng cho nhé。いや、つけといて。Không, cứ bật như thế。あなたが帰るまで食事を待っていようか。いや、食べといて。あなたが帰るまで食事を待っていようか。いや、食べといて。あなたが帰るまで食事を待っていようか。Em đợi tới khi anh về nhé。いや、食べといて。Không, ăn trước đi。あなたが帰るまで食事を待っていようか。いや、食べといて。なんだかうまそうな匂いだな。この店に寄って行こうか。そういえば腹減ったな。今日はここで食べていくか。なんだかうまそうな匂いだな。この店に寄って行こうか。そういえば腹減ったな。今日はここで食べていくか。なんだかうまそうな匂いだな。この店に寄って行こうか。Không biết mùi gì thơm quá. Mình ghé vào quán này đi. そういえば腹減ったな。今日はここで食べていくか。Nếu nói vậy, thì đã đói rồi. Hôm nay ăn ở đây hả?なんだかうまそうな匂いだな。この店に寄って行こうか。そういえば腹減ったな。今日はここで食べていくか。ねえ、鈴木さん、素敵なコート着ているわ。見て。ほんと。よく似合っているわね。ねえ、鈴木さん、素敵なコート着ているわ。見て。ほんと。よく似合っているわね。ねえ、鈴木さん、素敵なコート着ているわ。見て。Này, nhìn xem, chị Suki mặc chiếc áo khoác đẹp quá. ほんと。よく似合っているわね。Thật vậy, rất hợp với chị ấy nhỉ?ねえ、鈴木さん、素敵なコート着ているわ。見て。ほんと。よく似合っているわね。あれ、僕の傘がなくなった。誰が持って行ったんだろう。本当に、ここに置いておいたの。おかしいわね。あれ、僕の傘がなくなった。誰が持って行ったんだろう。
本当に、ここに置いておいたの。おかしいわね。あれ、僕の傘がなくなった。誰が持って行ったんだろう。おい、cây dù của tôi đã mất rồi. Không biết ai đã lấy đi. 本当に、ここに置いておいたの。おかしいわね。có thật là anh để đấy không? Lạ quá nhỉ?お兄ちゃんの彼女って、どの人?後ろに立ってる人だよ。お兄ちゃんの彼女って、どの人?後ろに立ってる人だよ。お兄ちゃんの彼女って、どの人?bạn gái của anh là người nào? 後ろに立ってる人だよ。người đứng ở phía sau ấy? お兄ちゃんの彼女って、どの人?後ろに立ってる人だよ。メガネ、かけてる人?メガネはかけてないよ。メガネ、かけてる人?メガネはかけてないよ。メガネ、かけてる人?Người mang kính phải không? メガネはかけてないよ。Không có kính. メガネかけてる人?メガネはかけてないよ。じゃ、綺麗な色のスカーフをしてる人?違うよ。じゃ、綺麗な色のスカーフをしてる人?違うよ。じゃ、綺麗な色のスカーフをしてる人?Vậy là người quấn chiếc khăn quàng xinh xắn chữ gì? 違うよ。Không phải đâu. じゃ、綺麗な色のスカーフをしてる人? 違うよ。じゃ、どの人なの? まだわからない。ほら、一番綺麗な人だよ。帽子かぶってる。じゃ、どの人なの? まだわからない。ほら、一番綺麗な人だよ。帽子、かぶってる。じゃ、どの人なの? Vậy, là người nào? まだわからない。ほら、一番綺麗な人だよ。帽子かぶってる。Không biết à? Nhìn này, người xinh đẹp nhất đó, có độ nón ấy? じゃ、どの人なの? まだわからない。ほら、一番綺麗な人だよ。帽子かぶってる。もしもし、お客さん。え、私ですか。もしもし、お客さん。え、私ですか。もしもし、お客さん。ないない、vị khách kia。え、私ですか。は、gọi cháu phải không?もしもし、お客さん。え、私ですか。ちょっと、あなた、定期が切れてますよ。あ、そうですか。ちょっと、あなた、定期が切れてますよ。あ、そうですか。ちょっと、あなた、定期が切れてますよ。Này, vé định kỳ của cháu hết hạn sử dụng rồi. À, そうですか. Ôi vậy sao? ちょっと、あなた、定期が切れてますよ. À, そうですか. ちゃんとお金を払ってもらいますよ. ごめんなさい. 私、今お金持ってないんです。ちゃんとお金を払ってもらいますよ。ごめんなさい。私、今お金持ってないんです。ちゃんとお金を払ってもらいますよ。xin cháu trả tiền ngay cho bác。ごめんなさい。私、今お金持ってないんです。xin lỗi bác, bây giờ cháu không có tiền。ちゃんとお金を払ってもらいますよ。ごめんなさい。私、今お金持ってないんです。
困るなぁ。じゃ、学生証を見せてごらん。はい。困るなぁ。じゃ、学生証を見せてごらん。はい。困るなぁ。じゃ、学生証を見せてごらん。Ghê quá, vậy thì cháu cho bác xem thẻ học sinh. Hay. Dạ. Komaru na. Ja, gakusei shou o misete goran. Hay. Okane o motte kuru made, kore azukattoku yo. Sumimasen kedo, onegai ga aru n desu ga. Okane o motte kuru madeこれ、預かっとくよ。すみませんけど、お願いがあるんですが。お金を持ってくるまで、これ、預かっとくよ。Bác sẽ giữ cái này cho đến khi cháu mang tiền trả. すみませんけど、お願いがあるんですが、Xin lỗi bác, cháu xin bác. なんだね。学校に知らせるのだけはやめてくれませんか。なんだねえ。学校に知らせるのだけはやめてくれませんか。なんだねえ。準備でしょ。学校に知らせるのだけはやめてくれませんか。Xin bác đừng báo chuyện này cho nhà trường biết, được không bác? なんだねえ。学校に知らせるのだけはやめてくれませんか。わかった、わかった。黙っとくよ。わかった、わかった。黙っとくよ。được rồi, được rồi. Bác sẽ không nói gì hết. わかった、わかった。黙っとくよ。tiếp theo, dạng biến đổi tiếp theo, khi Mười Nhiệt nói. Đó là cấu trúc thể T cộng với quá và cộng với đuôi kỳ kê này.Các bạn còn nhớ cấu trúc này không ạ? Thế quá kỳ này không được làm gì đó đấy, đúng không? Thì khi mà người Nhật nói cái chữ tê quá đấy, người ta sẽ biến thành cha, được chưa? Và cấu trúc này thành cha thì kỳ này, cha kỳ này. Ví dụ này, không được nói chuyện, đúng không? Không được nói chuyện. Hanashi tê quá thì kỳ này.Namaste quá thì kia này. Thế thì bây giờ chuyển sang khi mà đàm thoại người Nhật ta sẽ nói là Namaste kia này, đúng không? Bởi vì tê quá là biến đổi rồi mà, đúng không? Tê quá biến đổi thành cha, nó phải biến thành Namaste cha thì kia này, Namaste kia này, đúng không? Đó, Namaste kia nàyHanashite wa ikenai thì khi mà đàm thoại người ta sẽ nói Hanashita ikenai, được chưa? Tê quá đã biến đổi thành cha rồi. Và cái Re wa ikenai thì cái Re wa này nó biến đổi thành ra, ra. Do vậy biến thành ra ikenai.Ra thì kia này, ra thì kia này. Ví dụ như là không được nói chuyện chẳng hạn, à không được nói chuyện rồi, à, không được đọc chẳng hạn, đúng không? Yon de wa thì kia này, yon de wa thì kia này. Thì trong văn phạm người Nhật người ta sẽ nói là gì nhỉ? Nếu bạn biến đổi thành ra rồi mà.Đúng không? Mình nhớ lại nhé. Theo hóa ý kiến này thì khi mà
Đàm thoại người Nhật đang sẵn thay cái thế quá bằng cha, do vậy thành cha kia này. Đế quá thì kia này, cái đế quá này sẽ biến đổi thành dạ, do vậy thành dạ thì kia này. Tiếp theo nhé. Tiếp theo đó là gì nhỉ? Cấu trúc thể T mà cộng với Shimaru. Shimaru thì cái cục T Shimaru đấy, khi mà đàm thoại người Nhật người ta sẽ gọi thành chai cái cục này luôn, thay toàn bộ cái cục T Shimaru thành cha luôn, thành cha từ. Ví dụ như này, đánh rơi mất rồi đúng không, đánh rơi là otoshimasu đúng không, ô tô tê xi mạc đúng không, xi mạc tài đúng không. Thế thì bây giờ khi mà đàm thoại người Nhật đấy sẽ nói là gì nhỉ, cái cụ tê xi mạc tài này thì chai đấy thì nó chính là chai mát, thì khi mà chuyển sang chai mát là nhóm một, sau vậy chuyển sang thể tài sẽ thành chát tài, do vậy thì cái cụ tê xi mạc tài này khi mà đàm thoại người ta sẽ nói thành nhỉ, ô tô xi chát tài đúng không, ô tô xi chát tài. Và ô tô xin chắc là nhé. Bởi vì tê xin mạng thì biến đổi thành cha ở và đúng không, cha ở thì chuyển sang thể ta thì thành chắc tặng. Và đê xin mạng đúng không, vì khi mà chuyển sang thể tê thì có thể là tê và là đê mà, thì đê xin mạng đấy nó biến đổi thành gia lực, thành gia lực, thành gia lực đúng không. Ví dụ như là tôi uống xong rồi chẳng hạn, thì cái tên xin thì nó có hai ý nghĩa, mình nên quên lắm nhá, và có hai ý nghĩa đúng không, một là nối tiếp, hai là điểm cái điều gì đó đã làm xong. Thế thì bây giờ có thể là mình bảo là tôi uống xong rồi chẳng hạn đúng không, nôn ra tải đúng không, nôn đê xin mắc tải đúng không, nôn đê xin mắc tải. Thế thì cái của đê xin mắc tải đấy nó sẽ thành nôn ra tải đúng không, nôn ra tải. Bởi vì là cái gia lực đấy nó chính là zaimasu, zaimasu tức là động từ nhóm một đấy đúng không, zaimasu thì khi mà chuyển sang thể ta thì thành zatta mà đúng không. Đó, thế thì non desimata thì khi đàm thoại người ta chỉ nói là non zatta, ngắn hơn rất là nhiều đúng không. Đấy, người ta chủ yếu người ta dùng cái này, nên các bạn nhiều khi bạn có xong mình học mà bây giờ nghe chả hiểu gì thì nó vẫn là thực tế là người ta chỉ biến đổi một chút thôi nhé. Mình nhắc lại nhé, cấu trúc te shi mơ thì cả cụm te shi mơ là biến đổi thành cha lực, de shi mơ là biến đổi thành gia lực, và cha lực và gia lực là động từ nhóm một, đây là cha imas, đây là gia imas. Thế thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta có thể biến đổi nó giống như một cái động từ bình thường, ví dụ như là chuyển sang thể ta thì thành chắc ta, thể te thành chắc te đúng không, tương tự như vậy, dắt ta dắt te nhé. Tiếp theo cũng tương tự như đó là tiếp theo cũng vẫn là cấu trúc dạng thê quá thì biến đổi thành cha, đó là cấu trúc nát từ t đúng không, thể nai này và sau đó là bỏ y đi cộng với từ t và cộng với quá cộng với y kê nai đúng không, y kê nai thì dạng t quá y kê nai thì như vậy là không được đúng không. Thế bây giờ là thể nai nữa thì này không không được, không không được thành phải đúng không, không không được đến thì tức là phải đến đúng không. Đây dịch cấu trúc này là phải. Thế thì cái cũng thế quá đấy nó sẽ biến đổi thành trai, do vận mới thành na cử trai đúng không, và sau đó cộng với đuôi ikena, ikena. Và lại có một điều đặc biệt nữa, trong văn nói cái ikena này thường bị được bỏ, do vậy mới chỉ cần thấy nakucha thôi, để chặn nakucha. Nào ví dụ này, ví dụ như là phải ăn chẳng hạn đúng không, phải ăn tabe nakute wa ikenai, đấy là viết đọc đã thấy mỏi rồi. Thế bây giờ khi mà nói thì người Nhật ta bỏ hết đi thế quá thì biến đổi thành tabe nakucha kenai đúng không, tabe
なくちゃいけない。đúng không? Và mình ăn chay cái này, tức là phải ăn. Thế nên là ngắn hơn nữa đi. Thì người Nhật người ta bỏ luôn cái từ cái này đi. Chỉ có thể là ta bên ăn chay, ta bên ăn chay. Hoặc là phải uống chả, nó mang ăn chay, đúng không? Hoặc là phải đi, ikan ăn chay, đó. Hoặc là phải thông báo chẳng hạn, chỉ là xin ăn chay, đó. Thế nhá. Tê quá, biến đổi thành từ chay, đúng không? Tức dù cái này chúng ta học rồi. Thế bây giờ nó là cấu trúc khác. Cấu trúc tiếp theo cũng vẫn là nghĩa là phải, đó là gì nhỉ? Na kề đề bà na ra nai, đúng không? Na kề đề bà na kề đề bà na ra nai na ra nai, được chưa? Thì cái kề đề bà này người ta sẽ thay bằng kia, kề đề bà người ta thay bằng kia. Do vậy thì nó mới thành na kia na nai na kia na nai. Mình nhớ lại nhé, na kia đề bàn na nai. Thì cái kia đề bàn đấy người ta rút gọn thành kia, thành kia, thành kia, được chưa? Do vậy thì na kia đề bàn na nai trở thành na kia na nai. Ví dụ này, phải học chẳng hạn, đúng không? Phải học. Nên hiểu si na kereba nara nai nara nai nara nai. Thế thì khi mà đàm thoại người Nhật, người ta sẽ không nói dài như này, người ta chỉ nói là ben kyo si na kia, đúng không? Kia đề bà thì biến đổi thành kia rồi. Ben kia si na kia na 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 na. Và có một điều đặc biệt như thế này, người ta còn làm ngắn gọn hơn nữa đi, người ta bỏ luôn cái từ na na này đi, đó, bỏ luôn từ na na này đi, chỉ nói đến na kia là được rồi, đến kia là được rồi. Do vậy thì thay vì nói là ben kia si na kia đề bà na na này, người ta chỉ cần nói là ben kyo shina kia, ben kyo shina kia, ngắn hơn rất nhiều, đúng không? Đó, vậy thì đang phát là gì? Người ta phải làm sao cho ngắn bớt, lược bớt, đó nhé. Thế chúng ta phải nhớ những cái này để khi mà đàm thoại chúng ta không bỡ ngỡ nhé. Mình nhớ lại này, cái na kể đề bà trong cấu trúc na kể đề bà là rimasen, thì cái na kể đề bà đấy người ta sẽ thay bằng kia khi mà đàm thoại, đúng không? Kia khi mà đàm thoại. Do vậy biến đổi thành na kia na ra nai nhé. 今日のクラスでの発表、上手だったわね。ほんと。上がっちゃってうまくできなかったんだけど。今日のクラスでの発表、上手だったわね。ほんと。上がっちゃってうまくできなかったんだけど。今日のクラスでの発表、上手だったわね。Hôm nay, bài phát biểu của cậu ở lớp hay quá. ほんと。上がっちゃってうまくできなかったんだけど。Thật không? Tớ căng thẳng quá, nên không thể nói trôi chảy được. 今日のクラスでの発表、上手だったわね。ほんと。上がっちゃってうまくできなかったんだけど。そんなことないよ。すごく良かったわよ。とにかく、終わってほっとしたよ。そんなこと。ないよ。すごく良かったわよ。とにかく、終わって、ほっとしたよ。そんなことないよ。すごく良かったわよ。Không phải vậy đâu. Cậu nói rất hay đấy. とにかく、終わってほっとしたよ。Dù sao đi nữa, khi phát biểu xong, tớ thấy nhẹ cả người. そんなことないよ。すごく良かったわよ。とにかく、終わってほっとしたよ。ちょっとご相談したいことがあるんですが。何ですか？ちょっとご相談したいことがあるんですが。
何ですか？ちょっとご相談したいことがあるんですが。Em có chút chuyện muốn hỏi ý kiến thầy. 何ですか？ Chuyện gì thế? ちょっとご相談したいことがあるんですが。何ですか？日本の大学に入りたいんですけど。それじゃあ、まず日本語能力試験に合格しなきゃいけないね。日本の大学に入りたいんですけど。それじゃあ、まず日本語能力試験に合格しなきゃいけないね。日本の大学に入りたいんですけど。Em muốn học đại học của Nhật Bản。それじゃあ、まず日本語能力試験に合格しなきゃいけないね。Thế thì, trước tiên em phải đậu kỳ thi năng lực tiếng Nhật。日本の大学に入りたいんですけど。それじゃあ、まず日本語能力試験に合格しなきゃいけないね。難しそうですけど、僕にできるでしょうか？君ならきっとできるよ。諦めちゃダメだよ。難しそうですけど、僕にできるでしょうか？君ならきっとできるよ。諦めちゃダメだよ。難しそうですけど、僕にできるでしょうか？ Nghe nói là khó lắm, không biết em có thể thi đổi không? 君ならきっとできるよ。諦めちゃダメだよ。Nếu là em, thì chắc chắn là có thể. Em không được bỏ cuộc đấy nhé. 難しそうですけど、僕にできるでしょうか？ 君ならきっとできるよ。諦めちゃダメだよ。はい。頑張らなくちゃ。はい。頑張らなくちゃ。Vâng, em sẽ cố gắng。はい。頑張らなくちゃ。あ、ポテトチップス落としちゃった。拾って食べちゃ汚いわよ。あ、ポテトチップス落としちゃった。拾って食べちゃ汚いわよ。あ、ポテトチップス落としちゃった。おい、con làm rất mấy miếng khoai tây chiên rồi。拾って食べちゃ汚いわよ。ngậm lên ăn thì bẩn quá。あ、ポテトチップス落としちゃった。拾って食べちゃ汚いわよ。じゃ、捨てちゃうよ。もったいないけど、仕方ないわね。じゃ、捨てちゃうよ。もったいないけど、仕方ないわね。じゃ、捨てちゃうよ。Vậy còn vứt đi nhé。もったいないけど、仕方ないわね。Buồn quá, nhưng phải vậy thôi。じゃ、捨てちゃうよ。もったいないけど、仕方ないわね。楽しかったな。でも、こんなに服を汚しちゃった。お母ちゃんに怒られちゃうぞ。楽しかったな。でも、こんなに服を汚しちゃった。お母ちゃんに怒られちゃうぞ。楽しかったな。でも、こんなに服を汚しちゃった。Vui quá đi, nhưng em làm bẩn quần áo hết rồi。お母ちゃんに怒られちゃうぞ。Mẹ sẽ giận lắm đấy。楽しかったな。でも、こんなに服を汚しちゃった。お母ちゃんに怒られちゃうぞ。お母ちゃんに見つからないうちに洗っちゃえばいいよ。お母ちゃんに見つからないうちに洗っちゃえばいいよ。trong khi mẹ còn chưa phát hiện ra, giặt đi là được chứ gì? お母ちゃんに見つからないうちに洗っちゃえばいいよ。今日は塾の日でしょ。早く用意して出かけなきゃ。今日は休むよ。だって疲れちゃったんだもん。今日は塾の日でしょ。早く用意して出かけなきゃ。今日は休むよ。だって疲れちゃったんだもん。今日は塾の日でしょ。早く用意して出かけなきゃ。Hôm nay là ngày đi học thêm phải không? Con chuẩn bị nhanh lên. Con phải đi học nữa. 今日は休むよ。だって疲れちゃったんだもん。
Hôm nay con nghỉ học, con mệt quá. 今日は塾の日でしょ。早く用意して出かけなきゃ。今日は休むよ。だって疲れちゃったんだもん。怠けちゃダメじゃないの。ほっといてよ。怠けちゃダメじゃないの。ほっといてよ。怠けちゃダメじゃないの。có không được nói biếng? ほっといてよ。xin hãy để cho con yên。怠けちゃダメじゃないの。ほっといてよ。しまった。ナイフで手を切っちゃった。こりゃ、大変だわ。手当てをしなきゃ。しまった。ナイフで手を切っちゃった。こりゃ、大変だわ。手当てをしなきゃ。しまった。ナイフで手を切っちゃった。chết rồi, em bị đứt tay rồi。こりゃ、大変だわ。手当てをしなきゃ。trời ghê quá, phải băng lại ngay。しまった。ナイフで手を切っちゃった。こりゃ、大変だわ。手当てをしなきゃ。平気だよ、これぐらい。すぐに治るから。じっとしてて。動いちゃダメ。平気だよ、これぐらい。すぐに治るから。じっとしてて。動いちゃダメ。平気だよ、これぐらい。すぐに治るから。bình tĩnh đi chị, bị một chút như thế này, sẽ khỏi ngay thôi。じっとしてて。動いちゃダメ。yên nào, em đừng cử động。平気だよ、これぐらい。すぐに治るから。じっとしてて。動いちゃダメ。どうしよう。財布を落としちゃった。どこにもないよ。どうしよう。財布を落としちゃった。どこにもないよ。làm thế nào bây giờ? tôi làm rơi mất ví mất rồi. không thấy ở chỗ nào cả。どうしよう。財布を落としちゃった。どこにもないよ。雨が降って、靴が汚れちゃった。雨が降って、靴が汚れちゃった。mưa rơi, giày bẩn mất rồi。雨が降って、靴が汚れちゃった。道を間違っちゃったみたい。帰れないよ。道を間違っちゃったみたい。帰れないよ。hình như nhầm đường mất rồi, không thể về được。道を間違っちゃったみたい。帰れないよ。痛いよ。大きな犬に手を噛まれちゃったんだ。痛いよ。大きな犬に手を噛まれちゃったんだ。đau quá, bị con chó to cắn。痛いよ。大きな犬に手を噛まれちゃったんだ。パチンコに行ってもいい?いや、行っちゃダメだよ。パチンコに行ってもいい?いや、行っちゃダメだよ。パチンコに行ってもいい?anh đi chơi đánh bạc có được không? いや、行っちゃダメだよ。không, không được đi。パチンコに行ってもいい?いや、行っちゃダメだよ。お母さん、猫を飼ってもいい?いや、飼っちゃダメよ。お母さん、猫を飼ってもいい?いや、飼っちゃダメよ。お母さん、猫を飼ってもいい?めおい、con nuôi mèo có được không? いや、飼っちゃダメよ。không, không được nuôi。お母さん、猫を飼ってもいい?いや、飼っちゃダメよ。明日の授業をサボってもいいかな?いや、サボっちゃダメよ。明日の授業をサボってもいいかな?いや、サボっちゃダメよ。明日の授業をサボってもいいかな?ngày mai trốn học được không nhỉ? いや、サボっちゃダメよ。
Không, không được trốn đâu. 明日の授業をサボってもいいかな？いや、サボっちゃダメよ。休暇を取ってもよろしいですか？いや、取っちゃダメよ。休暇を取ってもよろしいですか？いや、取っちゃダメよ。休暇を取ってもよろしいですか？Tôi xin phép nghỉ được không? いや、取っちゃダメよ。Không, không được nghỉ. 試験中にガムを噛んでもいいですか？いや、噛んじゃダメよ。試験中にガムを噛んでもいいですか？いや、噛んじゃダメよ。試験中にガムを噛んでもいいですか？ Trong lúc thi, có nhai kẹo cao su được không? いや、噛んじゃダメよ。Không, không được nhai. 試験中にガムを噛んでもいいですか？いや、噛んじゃダメよ。勉強しなくてもいい？いや、しなくちゃいけないよ。勉強しなくてもいい？いや、しなくちゃいけないよ。勉強しなくてもいい？Không học có được không? いや、しなくちゃいけないよ。Không, phải học. 勉強しなくてもいい？いや、しなくちゃいけないよ。警察に届けなくてもいい？いや、届けなくちゃいけないよ。警察に届けなくてもいい？いや、届けなくちゃいけないよ。警察に届けなくてもいい？Không báo cảnh sát có được không? いや、届けなくちゃいけないよ。Không, phải báo. 警察に届けなくてもいい？いや、届けなくちゃいけないよ。会議に出なくてもいいでしょうか？いや、出なくちゃいけないよ。会議に出なくてもいいでしょうか？いや、出なくちゃいけないよ。会議に出なくてもいいでしょうか？Không tham gia cuộc họp có được không? いや、出なくちゃいけないよ。Không, phải tham gia. 会議に出なくてもいいでしょうか？いや、出なくちゃいけないよ。社長に知らせなくてもいいですか？いや、知らせなくちゃいけないよ。社長に知らせなくてもいいですか？いや、知らせなくちゃいけないよ。社長に知らせなくてもいいですか？Không báo cho giám đốc có được không? いや、知らせなくちゃいけないよ。Không, phải báo. 社長に知らせなくてもいいですか？いや、知らせなくちゃいけないよ。どうしたの？電車の中が混んでてね、隣の人に足を踏んじゃったんだ。どうしたの？電車の中が混んでてね、隣の人に足を踏んじゃったんだ。どうしたの？Cậu sao thế? 電車の中が混んでてね、隣の人に足を踏んじゃったんだ。Xe điện đông bị người bên cạnh dẫm vào chân. どうしたの？電車の中が混んでてね、隣の人に足を踏んじゃったんだ。道路で遊んじゃダメよ。車が危ないからね。じゃ、僕、公園へ行ってくるよ。道路で遊んじゃダメよ。車が危ないからね。じゃ、僕、公園へ行ってくるよ。道路で遊んじゃダメよ。車が危ないからね。Không được chơi ở đường đâu đấy. Vì ô tô nguy hiểm lắm. じゃ、僕、公園へ行ってくるよ。Vậy con đi công viên. 道路で遊んじゃダメよ。車が危ないからね。じゃ、僕、公園へ行ってくるよ。どこへ行くの？歯医者に行くの。虫歯を抜かなきゃならないんだって。どこへ行くの？歯医者に行くの。虫歯を抜かなきゃならないんだって。どこへ行くの？Em đi đâu thế? 歯医者に行くの。
虫歯を抜かなきゃならないんだって。Đi bác sĩ răng, vì phải nhổ răng. どこへ行くの？歯医者に行くの。虫歯を抜かなきゃならないんだって。この辞書を借りることができますか？いいえ、辞書は持ち出しちゃいけないんですよ。この辞書を借りることができますか？いいえ、辞書は持ち出しちゃいけないんですよ。この辞書を借りることができますか？Tôi có thể mượn quyển từ điển này không ạ? いいえ、辞書は持ち出しちゃいけないんですよ。Không, từ điển không được mang đi. この辞書を借りることができますか？いいえ、辞書は持ち出しちゃいけないんですよ。注射なんて嫌だ、嫌だ。そんなこと言っちゃダメだよ。我慢しなくちゃね。注射なんて嫌だ、嫌だ。そんなこと言っちゃダメだよ。我慢しなくちゃね。注射なんて嫌だ、嫌だ。Con không thích chích thuốc đâu, không thích đâu. そんなこと言っちゃダメだよ。我慢しなくちゃね。Không được nói thế, ráng chịu một chút nhé。注射なんて嫌だ、嫌だ。そんなこと言っちゃダメだよ。我慢しなくちゃね。急いで、早くしなきゃ信号が赤に変わっちゃうよ。お母さん、待ってよ。急いで、早くしなきゃ信号が赤に変わっちゃうよ。お母さん、待ってよ。急いで、早くしなきゃ信号が赤に変わっちゃうよ。Nhanh lên, nhanh lên nào. Không thì đèn đỏ mất thôi. お母さん、待ってよ。Mẹ ơi, chờ con với. 急いで、早くしなきゃ信号が赤に変わっちゃうよ。お母さん、待ってよ。あなた、朝ですよ。起きてください。あ、もうこんな時間か。急がなきゃ遅刻しちゃう。あなた、朝ですよ。起きてください。あ、もうこんな時間か。急がなきゃ遅刻しちゃう。あなた、朝ですよ。起きてください。あいや、寒いで、さりなお。あ、もう、こんな時間か。急がなきゃ、遅刻しちゃう。は？だちぇてや。ファニャンエルメドク。ねえ、ほんせちぇらまとい。あなた、朝ですよ。起きてください。あ、もうこんな時間か。急がなきゃ遅刻しちゃう。今日は日曜日よ。今日は、日曜日よ。Hôm nay là chủ nhật mà. 今日は日曜日よ。ちょっとすみません。ここはどのあたりですか？今、京都を過ぎたところですよ。ちょっとすみません。ここはどのあたりですか？今、京都を過ぎたところですよ。ちょっとすみません。ここはどのあたりですか？あ、すいません。đây là khu vực nào rồi? 今、京都を過ぎたところですよ。hiện giờ vừa mới qua khỏi Kyoto đấy。ちょっとすみません。ここはどのあたりですか？今、京都を過ぎたところですよ。僕は次の駅で降りなきゃならないんですが、近づいたら教えてくださいませんか？もしもし。もうすぐ着きますよ。僕は次の駅で降りなきゃならないんですが、近づいたら教えてくださいませんか？もしもし、もうすぐ着きますよ。僕は次の駅で降りなきゃならないんですが、近づいたら教えてくださいませんか？Tôi phải xuống ở ga kế tiếp. Khi nào gần tới, chị làm ơn cho tôi biết nhé. もしもし。もうすぐ着きますよ。もう、さあ、ないない、さっとぞで。僕は次の駅で降りなきゃならないんですが、近づいたら教えてくださいませんか？もしもし、もうすぐ着きますよ。うん。起きてください。乗り越しちゃいますよ。うん。起きてください。乗り越しちゃいますよ。
起きてください。乗り越しちゃいますよ。dậy đi, tàu sắp qua trạm rồi đấy. 起きてください。乗り越しちゃいますよ。大変だ。急がなきゃ。どうもどうも。ああ、荷物を忘れて行っちゃった。大変だ。急がなきゃ、どうも、どうも。ああ、荷物を忘れて行っちゃった。大変だ。急がなきゃ、どうもどうも。おい、rồi、phải nhanh lên mới được。cảm ơn、cảm ơn nhé。ああ、荷物を忘れて行っちゃった。ああ、anh bỏ quên hành lý rồi đấy。大変だ。急がなきゃ、どうもどうも。ああ、荷物を忘れて行っちゃった。おまわりさん、終電車に乗り遅れちゃったんです。はい、それで。すみません、おまわりさん、終電車に乗り遅れちゃったんです。はい、それで。すみません、おまわりさん、終電車に乗り遅れちゃったんです。xin lỗi、anh cảnh sát ơi、em đã trễ chuyến xe cuối rồi。はい、それで。う、rồi sao nữa?おまわりさん、終電車に乗り遅れちゃったんです。はい、それで。タクシー代、貸してほしいんですけど。いくら?タクシー代、貸してほしいんですけど。いくら?タクシー代、貸してほしいんですけど。em muốn mượn tiền đi taxi。いくら?mượn bao nhiêu?タクシー代、貸してほしいんですけど。いくら?1000円でいいんです。財布に1000円残ってますから。ちゃんと返してくれるのかい?1000円でいいんです。財布に1000円残ってますから。ちゃんと返してくれるのかい?1000円でいいんです。財布に1000円残ってますから。một ngàn yên là đủ rồi vì trong bóp của em còn một ngàn yên ちゃんと返してくれるのかい chắc chắn em sẽ trả lại tôi chứ 1000円でいいんです財布に1000円残ってますからちゃんと返してくれるのかい明日の朝一番に持ってきますからしょうがないなちょっと待って明日の朝一番に持ってきますから。しょうがないな。ちょっと待って。明日の朝、一番に持ってきますから。sáng sớm ngày mai, em sẽ mang tiền đến trả. しょうがないな。ちょっと待って。Biết là sao đấy. Chờ tôi một chút nhé. 明日の朝、一番に持ってきますから。しょうがないな。ちょっと待って。はい。じゃ1000円貸すからね。これからは夜遊びしちゃいけないよ。早く家に帰らなくちゃダメだよ。ご両親に心配かけるんじゃないよ。はい。じゃ、1000円貸すからね。これからは夜遊びしちゃいけないよ。早く家に帰らなくちゃダメだよ。ご両親に心配かけるんじゃないよ。はい。ワン。じゃ、1000円貸すからね。これからは夜遊びしちゃいけないよ。早く家に帰らなくちゃダメだよ。ご両親に心配かけるんじゃないよ。vậy tôi cho em mượn một ngàn yên đấy. từ nay về sau em không được chơi khiêu nữa nhé. phải nhanh về nhà đi. đừng làm bố mẹ phải lo lắng. はい。じゃ、千円貸すからね。これからは夜遊びしちゃいけないよ。早く家に帰らなくちゃダメだよ。ご両親に心配かけるんじゃないよ。Tiếp theo, dạng biến đổi tiếp theo khi mà làm thại trong tiếng Nhật đó là cấu trúc dạng thêmô. Thêmô thì sẽ biến đổi thành tát tê. Sẽ biến đổi thành tát tê. Đúng không? Thể tê này và sau đó cộng mô và sau đó cộng cái gì đằng sau đấy. Dù cho thì cũng đấy. Đúng không? Thì thêmô biến đổi thành tát tê. Còn demô. Đúng không? Demô. Đây là thể tê. Thể tê nhé. Thể tê khi mà nó có hai âm tê và âm đê đúng không? Đây là demô nhé. Thế biến đổi thành...đắt tệ, đắt tệ, đắt tệ,
Được chưa? Ví dụ như này, dù có ngon thì tôi cũng không ăn, đúng không? Oishi kutemo. Được chưa? Đây ví dụ. Oishi kutemo tamemasen. Tamemasen. Thế bây giờ đàm thoại đi. Thì cái thê mố này người ta sẽ thay bằng tắt tên, được chưa? Trong đàm thoại người ta sẽ nói như thế. Vậy thì oishi cự tắt tê tabemasen ngắn hơn rất nhiều, đúng không? Oishi cự tắt tê tabemasen, đó. Oishi cự tắt tê tabemasen ngắn hơn rất là nhiều, đúng không? Mặc dù nghĩa là chả có liên quan đến dạng thê mố cả, thế nhưng nghĩa giống hệt như thê mố đấy nhá. Chỉ là dạng ngắn thôi mà, dạng biến đổi thôi mà. Mình nhớ lại nhé. Hoặc là bây giờ cấu trúc là đề mổ đi, đúng không? Ví dụ như là dù có đọc thì cũng không hiểu gì. Yo de mo wa karanai. Yo de mo wa karanai. Wa karanai. Đây là dạng văn viết. Thế thì cái đề mổ này khi mà nói ấy, thì người ta sẽ phải là đề mổ thì tắt tên, vậy thì yondatte, yondatte, wakaranai. Đó, yondatte, wakaranai. Đó, khác biệt đúng không? Khác biệt hoàn toàn so với những gì chúng ta học, nhưng thực tế người ta nói như vậy. Mình nhớ lại nhé, cấu trúc tê mố thì khi mà nói người ta phải tắt tê. Đê mố người ta biến đổi thành đắt tê. Cái đê mố này là thể tê các bạn nhé, chứ không phải chữ đê mố đâu nhé. Thể tê của mố thì biến đổi thành đắt tê. Đó, các bạn ghi vào. Sadashitemo mitsukaranai nda. Sadashitatte mitsukaranai nda. Sadashitemo mitsukaranai nda. Sadashitatte mitsukaranai nda. Sadashitemo mitsukaranai nda. Dù có tìm cũng không thấy. Sadashitatte mitsukaranai nda. Isoe datte aida ni awanai ne. Isoe datte ma ni awanai ne. Dù có đi gấp cũng không kịp. Isoe datte ma ni awanai ne. Yasukutemo kau tsumori wa nai yo. Yasukutatte kau tsumori wa nai yo. Yasukutemo kau tsumori wa nai yo. Yasukutatte kau tsumori wa nai yo. Dù có rẻ cũng không định mua. Yasukutatte kau tsumori wa nai yo. Isogashikutatte kamawanai yo. Isogashikutatte kamawanai yo. Dù có bận cũng không bận tâm. Isogashikutatte kamawanai yo. Heta demo kamawanai kara. Heta datte kamawanai kara. Heta demo kamawanai kara. Heta datte kamawanai kara. Dù có kém cũng không quan trọng. Heta demo kamawanai kara. Heta datte kamawanai kara. Fuben datte shikata ga nai ne. Fuben datte shikata ga nai ne. Dù có bất tiện cũng không còn cách nào khác. Fuben datte shikata ga nai ne. Tsuyoi o sake demo nomeru yo. Tsuyoi o sake datte nomeru yo. Tsuyoi o sake demo nomeru yo. Tsuyoi o sake datte nomeru yo. Dù rượu có mạnh, tôi cũng có thể uống được. Tsuyoi o sake demo nomeru yo. Tsuyoi o sake datte nomeru yo. Hitori datte dekiru sa. Hitori datte dekiru sa. Dù một người cũng có thể. Hitori datte dekiru sa. Ikura ittemo dame nanda. Ikura ittatte dame nanda. Ikura ittemo dame nanda. Ikura ittatte dame nanda. Dù có nói bao nhiêu đi nữa cũng không được. Ikura ittemo dame nanda. Ikura ittatte dame nanda. Itsu datte hima desu.
いつだって、暇です。Lúc nào cũng rảnh。いつだって暇です。どこでもいいよ。どこだっていいよ。どこでもいいよ。どこだっていいよ。ở đâu cũng được。どこでもいいよ。どこだっていいよ。どっちでも構わない。どっちだって構わない。どっちでも構わない。どっちだって構わない。ở đâu cũng không quan trọng。どっちでも構わない。どっちだって構わない。何でもやります。何だってやります。何でもやります。何だってやります。gì cũng làm。何でもやります。何だってやります。お前たちはいいね。おばあちゃんが若い頃は戦争で遊びたくたって遊べなかったんだよ。僕たちにも悩みはあるんだよ、おばあちゃん。お前たちはいいね。おばあちゃんが若い頃は戦争で遊びたくたって遊べなかったんだよ。僕たちにも悩みはあるんだよ、おばあちゃん。お前たちはいいね。おばあちゃんが若い頃は戦争で遊びたくたって遊べなかったんだよ。Mấy cháu sướng thật. Thời bà còn trẻ là lúc chiến tranh, dù có muốn vui chơi cũng không thể vui chơi được. 僕たちにも悩みはあるんだよ、おばあちゃん。Bà ơi, chúng cháu cũng có nỗi khổ đấy. おい、金持ってるか？一万円ほど貸してくれないか？またか。持ってたって貸すもんか。いつだって返したことないだろ。おい、金持ってるか？一万円ほど貸してくれないか？またか。持ってたって貸すもんか。いつだって返したことないだろ。おい、金持ってるか？一万円ほど貸してくれないか？ない、mày có tiền không? Cho tao mượn khoảng 10 ngàn yên đi。またか。持ってたって貸すもんか。いつだって返したことないだろ。Lại mượn nữa hả? Dù có, cũng chưa chắc sẽ cho mày mượn. Có bao giờ mày trả lại cho tao đâu? いいじゃないか。友達だろ？いいじゃないか。友達だろ？ Không được à? Tụi mình không phải là bạn bè sao? いいじゃないか。友達だろ？お兄ちゃんのパソコンの使い方、教えてよ。ダメ。お兄ちゃんのパソコンの使い方、教えてよ。ダメ。お兄ちゃんのパソコンの使い方、教えてよ。Anh chỉ cho em cách sử dụng máy tính của anh đi。ダメ。Không được。お兄ちゃんのパソコンの使い方、教えてよ。ダメ。ゲームのやり方ぐらい教えてくれたっていいじゃないか、ケチ。ゲームのやり方ぐらい教えてくれたっていいじゃないか、ケチ。Anh chỉ cho em cách chơi game thôi。Không được sao? Đồ keo kiệt。ゲームのやり方ぐらい教えてくれたっていいじゃないか、ケチ。さあ、もう一軒飲みに行こうぜ。いや。もう遅いから俺は帰る。さあ、もう一軒飲みに行こうぜ。いや、もう遅いから俺は帰る。さあ、もう一軒飲みに行こうぜ。No, tụi mình đi tiệm khác uống tiếp đi。いや、もう遅いから俺は帰る。Không được đâu, đã trễ rồi, tao về đây。さあ、もう一軒飲みに行こうぜ。いや、もう遅いから俺は帰る。今から帰るって言ったって、もう電車ないんだぞ。もうちょっと付き合えよ。今から帰るって言ったって、もう電車ないんだぞ。もうちょっと付き合えよ。Giờ này dù mày có nói về, thì cũng chẳng còn xe điện để về. Đi với tao một chút nữa đi.
今から帰るって言ったって、もう電車ないんだぞ。もうちょっと付き合えよ。お客さん、安くしておきますから、買ってくださいよ。いくら安くたっていらないものはいらないよ。お客さん、安くしておきますから、買ってくださいよ。いくら安くたって、いらないものは、いらないよ。お客さん、安くしておきますから、買ってくださいよ。Quý khách ơi, hàng giảm giá đây, mua đi ạ. いくら安くたっていらないものはいらないよ。Có rẻ mấy đi nữa, nhưng đồ không cần thì không cần mua làm gì. お客さん、安くしておきますから、買ってくださいよ。いくら安くたっていらないものはいらないよ。新しく買ったばかりのパソコンが動かないんですけど。説明書はお読みになりましたか？新しく買ったばかりのパソコンが動かないんですけど。説明書はお読みになりましたか？新しく買ったばかりのパソコンが動かないんですけど。Cái máy tính của tôi vừa mới mua nó không hoạt động. 説明書はお読みになりましたか？ Anh đã đọc bảng hướng dẫn chưa? 新しく買ったばかりのパソコンが動かないんですけど。説明書はお読みになりましたか？いくら読んだってわからないんです。一番左のキーを押してみましたか？いくら読んだってわからないんです。一番左のキーを押してみましたか？いくら読んだってわからないんです。Tôi đã đọc mấy lần rồi nhưng không hiểu. 一番左のキーを押してみましたか？ Anh có ấn thử phím bên trái trên cùng chưa? いくら読んだってわからないんです。一番左のキーを押してみましたか？いくら押したって全然動かないんです。いくら押したって全然動かないんです。Còn bao nhiêu đi nữa thì nó cũng không hoạt động. いくら押したって全然動かないんです。